Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì gửi cô chú chị hình ảnh con đực kem ha. Đó thì con này thì dòng F2 nè cô chú chị, đầu trụi nè, tướng tá cấp mình nè. Đó, chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống đúng ruột gì. Đó thì bò này lụng 6 tháng 6 rưỡi tuổi cô chú chị. Đó thì chiều cao của nó thì tầm khoảng 1m11-12 bò. Đó nhưng mà con này thì nó tướng tá rất pin lực luôn. Đó đít nở dài nở ha. Đây chân móng sò xương sóc rất to. Đó cô chú chị nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Đó thì con đực này thì chủ nhà bán giá là 13 triệu. Đó 13 triệu là bao ship cho bà con mình tới nhà luôn, tôi dùng 200 số ha. Đó thì bà con nào thấy ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để tình hình. Em nói tướng tá cấp mình thì rất dài đòn luôn cô chú chị, xương sóc nè. Đó chân móng sò xương sóc rất to ha. Đó được con bò này cái dàn đòn nó rất dài luôn cô chú chị. Đây mặt mày nè, lưng nè. Đó em lấy cái dàn dài của nó nè, bà con mình coi đi. Đó đít nở dài nở nha. Đó chân móng nè cô chú chị. Đây rúng nè. Đó con này mẹ nó là dòng bò siêu cô chú chị. Đó dòng bò siêu ha. Đó chân móng sò nè. Tướng tá cấp mình cũng nói cái dàn đít thì khỏi nói đây. Đó đít nè. Đó tướng tá em đây khỏi nói luôn. Đó đít nở dài nở nè. Đó 13 triệu là bên em bao ship luôn cho bà con mình tới nhà luôn. Đó thì bà con nào ưng mình xem tới xin lui cho kỹ đi. Đó thiệt ưng mình nó mua ha. Thì trước khi vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi đóng tiền để mình kiểm tra có bú dồ cẩn hay không. Đó có thùng rúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ nhận bò ha. Được con cái thì em lấy con bò là cái dàn đòn khỏi nấu luôn cô chú chị. Đó tướng tá dàn đòn rất dài luôn ha. Đó thì bà con nào ưng thì mình tua tới tua luôn xem cho kỹ đi. Đó chừng nào thiệt ưng mình nó mua. Đó 13 triệu là bên em bao ship ạ. Tướng tá cấp mình nè. Dàn đít nè, con coi dàn đít nè. Đó em nói mấy con này tướng tá cấp mình này nuôi sao lên thì bò dữ dằn cũng của chú chị. Đó, tướng tá rất dài đòn luôn. Đó thì hình ảnh gì giá cả cũng được cấp kem F2 này em gửi đến đầy đủ cho cô chú chìm rồi. Đó để bây giờ tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay. Rồi để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cô chú chị hình ảnh của cặp cực lỡ ha. Đó thành thực hôm nay có con bò bê và con pháp kem của chú chị. Nói chung thì hai con này lỡ bò rồi. Đó thì hai con này thì lụng khoảng 13-14 tháng tuổi ha. Em nói cặp đực rất đẹp luôn, tướng tá cấp mình đít nở dây nở thì khỏi nấu luôn của chú chị. Đó thì một con bò bê và một con pháp kem. Đó thì cô chú chị nào thấy ưng cặp đực lỡ này cứ liên hệ số điện thoại lên màn hình. Đó thì cặp đực lỡ này thì chủ nhà bán giá là 44 triệu. Đó 44 triệu là bao ship cho bà con mình tới nhà luôn, trong vòng 200 số ha. Đó thì bà con mình ưng thì mình xem tới xem luôn cho kỹ đi, thiệt ưng mình nó mua ha. Đó thì con bò bê này em nói nó pin lực khỏi nấu luôn, hai con bò này nó pin lực dữ dằn luôn cô chú chị. Con bò bê thì chiều cao là 1m23-24 bò, 23-25 bò cô chú chị. Còn con hấp kem thì chiều cao là 1m26-27 bò. Đó hai con chân móng hoàn thiện ha, không ốp xe là xuống đúng ruột gì. Thì cái dòng cực lỡ này nó cũng hiếm lắm cô chú chị. Đó nhưng khi người ta đẻ ra, người ta để ta nuôi luôn mà chăm sóc không sể thì người ta chiết ra người ta bán ha. Đó hai con này 44 triệu là bên em bao ship cho bà con mình tới nhà luôn. Bà con nào ưng thì cứ liên hệ số điện thoại để thông hành. Đó thì nói chung là cái dòng này thì đó hai con này thì con bà bê thì F1 của chú gì. Đó còn con pháp kem thì F2 ha. Nhưng mà con nào hôm nay thì cái độ pin lực nó thì nó khỏi nói luôn. Đó thì bà con nào ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, thì ưng mình nó mua ha. Hiện tại đang xuất phát của nó luôn. Bà con mình nói chung thì bắt về là mình đổ vô là mình lòi chứ không có sợ nó xuống bò đâu cô chú chị. Đó bị cái nước ăn uống của nó thì mạnh rồi. Thì trước khi vô bò thì bà con mình có quyền kiểm tra bò trước khi tốn tiền để mình kiểm tra có bú dụ cẳng hay không, có thùng rúng thùng ruột hay không rồi bà con mình sẽ ăn bò ha. Nói chung bò này thì nghiêm chỉnh đó cô chú chị, không ổ xe là xuống rúng xuống ruột gì. Đó con nào con lấy dần đít dần bông nè. Đó đít nở mông to, mặt thì mặt bự mặt cục, không mặt cổ thì cổ vắng cổ rô ha. Đó thì bà con mình nếu mà ưng thì mình xem tới xem lưu cho kỹ đi, cái nào giá cả hợp lệ thì mình mua. Đó, thiệt ưng mình nó mua. Tướng tá mặt mày, tướng tá cấp mình nè. Lúc trước mà hai cặp đực này thì lụng phải 50 triệu chưa gì. Đó năm mấy 60 triệu chưa nói chuyện luôn.
lứa bò hết trơn rồi. Đó 12 13 tháng tuổi trơn rồi. Đó thì trước tiên thì quay con ba B trước ha. Đây con ba B thì nói chung thì hai con này thì dạng sừng đó, mặt mày nè. Đó. Mặt mày này của chú gì. Lưng dài của nó thì khỏi nó cái dòng lưng dài này của nó rồi. Đó hai con này thì cái lưng dài nó thì hết biết rồi. Đó, con nào con đấy thì dạng sừng ha. Đây chân móng nè, chân trước nè. Đó rúng miếm nè. Đó chân sau nè của chú gì. Xương sóc cũng rất to luôn thấy không? Chân sau nè, rúng nè. Nó tướng tá cấp mình nè. Cổ là cổ vắng cổ rô không cái gì dần đít nè. Dần bờ bê thì nó cái dần đít khỏi nói rồi. Đó. Nở dài nở giữ dài rồi dần đít hết biết cái dần đít dài của nó nè. Đây còn mình coi cái dần dài của nó còn nặng mấy cái dần dài hết nấu nổi luôn dần dài hết biết cái dần dài luôn cái gì một cái dần dài của nó nè cái lưng nè nó hết biết dần dài dần lưng không. Đó, còn con pháp kem mặt mày nè. Đó thì bà con mình ưng thì mua về nuôi dỗ thêm nha. Đó còn con pháp kem nè, tướng tá mặt mày, cổ là cổ vắng cổ rô của chú chị. Đó đây cô chú chị. Đây chân móng tướng tá cấp mình nè. Chị Giang đi con bò là mày. Đó mặt mày nè, đây chân cẳng nè. Đó chân trước nè. Đó, tướng tá cấp mình ở chuyển khoản cho ông đó cái đó, tướng tá cấp mình này hôm nay đít nở về nở thì khỏi nói luôn. Đó mặt này nè, đây chân móng nè kèm cái dạng đít thì khỏi nói luôn của chú gì. Đó hai con này em bao qua cho bà con mình luôn. Đó 44 triệu là bên em bao ship luôn. Đây dai nè. Đó, em nói con nào cũng lấy cái dàn dai nó khỏi nói luôn cô chú chị. Nói chung thì là cái dòng bà lỡ này hiếm có lắm. Cậu bò lại cái dàn dai nè. Dài đích khỏi nói luôn. Thì được rồi. Tướng ta cấp mình con nào cũng lấy nè. Lưng thẳng rang luôn, chân móng nè. Đó thì con nào ưng thì mình xem tới xem luôn cho kỹ đi thì ưng mình hãy mua ha. Đó, còn con ba bê nè em biết con nào mấy cái dạng đít dài nó khỏi nói luôn cô chú chị. Đó cặp đít lỡ gì mà có 44 triệu đó, đó thì bà con nào ưng thì xem tới xem luôn cho kỹ đi thì ưng mình hãy mua ha. Tướng tá cấp mình chân móng nè. Nó cái dạng đít có hết biết cái dạng đít đâu, nào mấy cái dạng đít đâu. Đó thì hình ảnh gì giá cả cặp lỡ này em gửi đến thì đủ cho cô chú chị rồi. Đó, để bây giờ tiếp tục cái video nông quán ngày hôm nay.